Chào các bạn, đây là nội thất của Kia Rio phiên bản nhập khẩu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chạy thử chiếc Kia Rio này. Trên chiếc xe này thì trang bị chìa khóa cơ, không có nút bấm Start Stop Engine điện. Gương được chỉnh điện cục, nhưng ở bên trong chúng ta phải bấm nút để có thể xòe gương ra. Xe được trang bị là phanh tay cơ, hệ thống lái của xe tôi cảm thấy vẫn hơi nặng. Trên xe được trang bị gương chiếu hậu, trong xe gương bình thường, không có gương chống chói. Xe không được trang bị cửa sổ trời. Cảm giác lái có một cái cảm giác đó là đầm và chắc. Đây chắc là lý do đây là bản nhập khẩu nên là có một cái sự chắc chắn ổn định. Về hệ thống giải trí trên xe, chúng ta có hệ thống giải trí của Kia đa phương tiện với màn hình khoảng độ 8 inch. Tầm nhìn đối với hai bên, đối với cột A của kính cản gió đằng trước thì cũng hơi hẹp một chút, bởi vì là cái cột A cũng thiết kế hơi vướng tầm mắt của người lái. Ví dụ ngồi gần lại một chút thì sẽ nhìn rộng hơn. Hệ thống điều hòa trên xe mát rất nhanh. Trên vô lăng thì có hệ thống giải trí, đó là tăng giảm âm lượng và hệ thống chuyển bài hát. Bên tay trái thì là hệ thống giải trí, và bên tay phải chúng ta có hệ thống cruise control và hệ thống bấm quãng đường trip. Okay. Cảm giác ngồi trên xe Kia Rio thì cũng khá là thoải mái, tuy nhiên thì phần xung quanh ghế chưa ôm sát với người lái cho lắm. Tuy nhiên thì da ở trên xe thì tôi cảm thấy đây là một thiết kế cận có thể gọi là cao cấp. Phiên bản này là phiên bản Rio 2017 số tự động nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Đến thời điểm hiện tại là cuối năm 2017 thì phiên bản Kia Rio đã dừng nhập khẩu để chuẩn bị cho phiên bản CKD có mức giá khoảng độ 460-470. Cảm thấy ngồi trên xe hơi bí hơn con Mazda 2 hôm trước tôi trải nghiệm, bởi vì là đầu sắp chạm đến nóc đến nơi rồi. Hệ thống còi thì cũng khá là êm tai, không có dấu hiệu là nhỏ và lớn quá. Mặt táp lô thì rất lớn và bằng phẳng, có thể để được nhiều thứ như những giấy tờ, tài liệu, cặp sách đi làm. Đi qua đoạn sóc. Trên xe trang bị hệ thống là phanh ABS, hệ thống cân bằng điện tử. Xe không được trang bị cái iStop. Đây là phần vô lăng của xe. Bên tay trái chúng ta có hệ thống giải trí đa phương tiện, tăng giảm âm lượng và chuyển bài hát. Chúng ta có một màn hình giải trí cỡ lớn khoảng 8 inch và hệ thống phím điều hướng xung quanh. Chúng ta có đầu DVD, đồng hồ, hệ thống điều khiển điều hòa và hộc để đồ. Bên tay phải của vô lăng chúng ta có hệ thống cruise control và hệ thống định vị đoạn đường. Chúng ta có hệ thống đồng hồ hiển thị là 3 đồng hồ dạng tròn, đơn giản, không có gì phức tạp. Ở dưới này chúng ta có
những cái tăng giảm độ sáng của đèn chống sương mù. Đây là tông màu của ghế da nguyên bản. Tông màu này rất dễ sử dụng. Đây là hệ thống gương cụp điện. Chúng ta phải cụp điện bằng nút. Bên này chúng ta có hệ thống chỉnh gương thông minh, khóa cửa trung tâm, khóa kính trung tâm. Bây giờ chia sẻ của tôi qua một đoạn đường ngắn với Kia Rio phiên bản số tự động nhập khẩu nguyên chiếc. Thì các bạn hãy cùng theo dõi kênh của tôi để có thể xem những trải nghiệm đối với những dòng xe tôi đã được tiếp cận. Vừa rồi là chia sẻ của tôi về nội thất và vận hành một đoạn đường ngắn đối với chiếc xe Kia Rio phiên bản 2017 nhập khẩu nguyên chiếc. Cảm ơn các bạn.